Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 2, cách chữa lành của tâm trí. Bất kỳ hình thức niềm tin nào khơi dậy niềm tin của bệnh nhân khi được bổ sung bằng một án thị ngoại vi giảm nhẹ tương ứng đều có hiệu quả như một cơ quan trị liệu. Do đó, người thờ cúng tôn sùng tin rằng răng hoặc móng vuốt của động vật hoặc đồ chạm khắc bằng gỗ hoặc xương là nơi ở của một linh hồn siêu nhiên, có thể được thỉnh cầu bởi một số nghi lễ, có thể bằng cách thực hiện các quy định để được phục hồi sức khỏe hoàn hảo. Tại sao? Đơn giản, bởi vì nghi lễ và niềm tin tạo thành một ám thị mạnh mẽ, và tiềm thức cũng như niềm tin mù quáng của anh ta sống lại và kích hoạt sự hiện diện chữa lành vô hạn trong tiềm thức của anh ta. Những tháng ngày của người nguyên thủy. Trong những ngày của loài người nguyên thủy, khi sự mê tín phổ biến, có vô số kỹ năng và phương pháp chữa lành cho tinh thần và thể chất đã thịnh hành. Sự tôn kính phi lý đối với thần tượng, bùa chú, xương cốt, thánh tích, v.v. mang lại hiệu quả chữa lành cho lòng tin mù quáng. Loại thứ hai có nghĩa là bất cứ điều gì khiến tâm trí bạn chuyển từ sợ hãi sang niềm tin. Điều này tạo ra kết quả. Sức mạnh của giả dược. Giả dược là một loại thuốc hoặc chế phẩm, một dạng không hoạt động, chẳng hạn như viên nén lactose hoặc vụn bánh mì ở dạng viên nang hoặc viên nén được bào chế để làm dịu bệnh nhân. Chất được đưa ra không có giá trị chữa bệnh, nhưng phần lớn khả năng chữa bệnh đáng chú ý sau khi sử dụng những chất vô hại như vậy. Nhiều bác sĩ ở nhiều nơi trên thế giới biết rất nhiều về hiệu quả điều trị của giả dược. Từ giả dược có nguồn gốc từ tiếng Latin và có nghĩa là làm hài lòng. Gần đây, tôi đã đọc một bài báo chỉ ra rằng tiến sĩ Shapiro đã tuyên bố trên tạp chí tâm lý trị liệu Hoa Kỳ rằng giả dược có thể có tác động sâu sắc đến các bệnh hữu cơ, bao gồm cả các khối u ác tính không thể chữa khỏi. Trung tâm y tế Tijuana. Tôi đã nói chuyện với một số người đàn ông và phụ nữ nói với tôi rằng họ đã bị ung thư, một số trường hợp không thể phẫu thuật được. Họ đến phòng khám y tế ở Tijuana, Mexico, được điều trị bằng laser chiller và đã được phục hồi hoàn toàn. Một người đàn ông nói với tôi rằng anh ta đã gặp những người ở đó từ khắp nơi trên thế giới. Nhiều bài báo đã xuất hiện trên các tờ báo của chúng tôi về những người đã được laser chiller, hay chúng ta vẫn gọi là vitamin B17, chữa lành khi mọi thứ khác đều thất bại. Điều này chỉ ra rõ ràng hoạt động của tiềm thức, nó đáp ứng theo niềm tin của bệnh nhân. Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm và nhiều chuyên gia hàng đầu về ung thư tuyên bố rằng laser chiller có nguồn gốc từ quả mơ, không có giá trị điều trị nào. Cho rằng laser chiller không có giá trị y học gì. Nếu bệnh nhân dùng nó và tin rằng mình sẽ khỏe lại, niềm tin của anh ta sẽ thay đổi hóa học cơ thể và huy động khả năng chữa lành trong tiềm thức của anh ta. Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng thầy đội rằng: "Hãy về, theo như điều ngươi tin thì sẽ được thành vậy." Và chính trong giờ ấy, đứa đầy tớ được lành. Sách Matthew chương 8 mục 13. Việc đặt tay. Chữa lành người bệnh bằng cách chạm và đặt tay là một phương pháp chữa bệnh rất cổ xưa và được tìm thấy ở các quốc gia cổ xưa nhất, bao gồm người Ấn Độ, người Ai Cập và người Do Thái. Ở Ai Cập, các tác phẩm điêu khắc đã được tìm thấy, trong đó một bàn tay được thể hiện trên bụng và tay kia ở trên lưng. Theo các nhà truyền giáo đầu tiên, người Trung Quốc đã chữa lành các chứng bệnh khác nhau bằng cách đặt tay. Trong Kinh Cựu Ước và Tân Ước, chúng ta tìm thấy rất nhiều ví dụ, trong đó có một số ví dụ được chọn. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: "Hãy chọn lấy Giô-suê, con trai của Nun, người có thần cảm động, phải đặt tay trên mình người, rồi đem người ra mắt Ê-li-a-sa, thầy tế lễ và cả hội chúng truyền lệnh cho người trước mặt họ, và trao phần vinh hiển ngươi lại cho người, hầu cho hội chúng Israel nghe người." Sách Dân Số Ký, chương 27, mục từ 18 đến 20. Bắt rắn trong tay, nếu uống giống chi độc cũng chẳng hại gì, hễ đặt tay trên kẻ đau thì kẻ đau sẽ lành. Sách Mác, chương 16, mục 18. Và cha của Bút Niu này đương nằm trên giường đau bệnh nóng lạnh và bệnh lỵ. Phao-lô đi thăm người, cầu nguyện xong đặt tay lên và chữa lành cho. Sách Công Vụ, chương 28, mục 8.
Anania bèn đi vào nhà, rồi đặt tay trên mình Sau-lơ mà nói rằng: Hỡi anh Sau-lơ, Chúa là Giê-xu này đã hiện ra cùng anh trên con đường anh đi tới đây, đã sai tôi đến hầu cho anh được sáng mắt lại và đầy Đức Thánh Linh. Tức thì có cái chi như cái vảy từ mắt người rớt xuống, thì người được sáng mắt, rồi trở dậy và chịu phép báp têm. Sách Công Vụ, chương 9, mục 17-18. Người ta đem một người điếc và ngọng đến cùng Ngài, xin Ngài đặt tay trên người. Ngài đem riêng người ra, cách xa đám đông, rồi để ngón tay vào lỗ tai người và thấm nước miếng sức lưỡi người. Đoạn, Ngài ngửa mặt lên trời, thở ra mà phán cùng người rằng: Ephphatha, nghĩa là hãy mở ra. Tức thì tai được mở ra, lưỡi được thông thả. Người nói rõ ràng. Sách Mác, chương 7, mục từ 32-35. Có nhiều đoạn khác trong Kinh Thánh, tất cả đều minh chứng cho hiệu quả trị liệu tuyệt vời của việc đặt tay. Chúng ta được kể trong Kinh Thánh rằng, khi Chúa Giê-xu đến thăm làng quê của Ngài, Ngài đã không làm nhiều công việc vĩ đại đó vì họ không tin. Nhưng người viết Kinh Thánh khi kể lại hoàn cảnh cho biết thêm câu nói quan trọng này: ở đó Ngài không làm phép lạ nào được, chỉ đặt tay chữa lành một vài người đau ốm. Sách Mác, chương 6, mục 5. Người ta nói rằng Thánh Patrick, vị tông đồ người Ireland, đã chữa lành người mù bằng cách đặt tay lên họ. Lịch sử cho chúng ta biết rằng các vị vua của Anh và Pháp đã chữa khỏi bệnh bằng cách chạm vào người. Người ta nói rằng Hoàng đế Anh Edward và vua Philip I của Pháp là những vị vua đầu tiên sở hữu quyền năng này. Việc đặt tay được gọi là thần dược. Nhiều người chữa bệnh trên khắp thế giới ngày nay thực hành việc đặt tay và nhiều người nhận được kết quả tuyệt vời. Nhiều người khẳng định rằng có một sức mạnh chữa lành từ tính truyền qua bàn tay của họ và được truyền đến mọi tế bào. Có lý khi cho rằng niềm tin của người thực hành và sự tiếp thu niềm tin và trí tưởng tượng từ phía bệnh nhân mang lại sự thấm nhuần trong tiềm thức, do đó giải phóng và kích hoạt sự hiện diện chữa lành vô hạn. Kinh Thánh đưa ra câu trả lời: Ngài bèn dở mắt hai người mà phán rằng: theo như đức tin các ngươi phải được thành vậy. Sách Matthew, chương 9, mục 29. Sức mạnh của niềm tin. Tôi nhận được một cuộc điện thoại từ một người phụ nữ ở Utah, người mà tôi đã trao đổi thư từ. Cô ấy đang bị ung thư giai đoạn cuối và đang cầu nguyện để được hướng dẫn, tận tình và hoàn hảo. Cô ấy đã nói: tôi không muốn phẫu thuật, tôi không muốn đến bệnh viện, tôi không muốn gặp bác sĩ phẫu thuật. Tôi giải thích với cô ấy rằng cô ấy không bao giờ nên đưa ra bất kỳ tuyên bố nào như vậy, vì chúng biểu thị sự sợ hãi và khiến cô ấy trải qua chính điều mà cô ấy sợ. Vì việc tôi sợ hãi đã thấu đến tôi, điều tôi kinh khủng lại xảy ra cho tôi. Sách Gióp, chương 3, mục 25. Hơn nữa, tôi đã giải thích với cô ấy rằng thật sai lầm khi cô ấy quyết định cách chữa bệnh sẽ đến, vì những cách thức của sự hiện diện vô hạn đã được tìm thấy trong quá khứ. Cô ấy không ngừng cầu nguyện để được hướng dẫn toàn vẹn, vẻ đẹp và sự hoàn hảo. Một người bạn đã kể cho tôi nghe về cuốn sách do tiến sĩ John Richardson và Patricia Griffin xuất bản, mô tả 90 trường hợp người bị ung thư đã được chữa lành bằng phương pháp điều trị bằng Laet Triller. Cô ấy đã đến Tijuana điều trị, tiếp tục cầu nguyện và bình phục hoàn toàn. Cô đến đó tin tưởng và đón nhận tương ứng. Bởi vậy ta nói cùng các ngươi, mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi. Sách Mác, chương 11, mục 24. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: sao ngươi nói, nếu thầy làm được, kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả. Sách Mác, chương 9, mục 23. Tâm trí giúp y học hoạt động như thế nào? Trong một bài báo do giáo sư Jack Holland ở Đại học San Jose gửi cho tôi có tựa đề Vị giả dược bí ẩn của Norman Cousin, có viết: một ví dụ nổi bật với vai trò của bác sĩ trong việc tạo ra một tác phẩm giả dược có thể được nhìn thấy trong một thí nghiệm ở những bệnh nhân bị viêm loét chảy máu được chia thành hai nhóm. Các thành viên của nhóm đầu tiên được bác sĩ thông báo rằng một loại thuốc mới vừa được phát triển chắc chắn sẽ giúp giảm đau.
Nhóm thứ hai được các y tá cho biết rằng một loại thuốc thử nghiệm mới sẽ được đưa vào sử dụng, nhưng người ta biết rất ít về tác dụng. 70% những người trong nhóm đầu tiên đã nhận được sự thuyên giảm đáng kể từ vết loét của họ. Chỉ 25% bệnh nhân trong nhóm thứ hai có được lợi ích tương tự. Cả hai nhóm đều được cho dùng thuốc giống hệt nhau, một loại giả dược. Norman Cushing đã đưa ra một nhận xét rất thú vị khi nói rằng bản thân bác sĩ là người giả dược mạnh mẽ nhất. Thí nghiệm nói trên cho thấy sức mạnh của niềm tin đối với một phần bệnh nhân. Một nhóm rất mong được chữa lành khi nghe những lời bác sĩ nói. Những người khác không ấn tượng lắm trước lời tuyên bố khá yếu ớt của y tá về hiệu quả của thứ được gọi là thuốc, và kết quả là rất kém. Tin là chấp nhận điều gì đó là đúng. Người cha bên trong. Chúa cha bên trong là nguồn gốc của vạn vật và chúng sinh, đó là nguyên tắc cuộc sống. Chúa Giê-xu gọi là cha chúng ta, đã tạo ra mọi vật hữu hình và vô hình. Đó là quyền năng mà Chúa Giê-xu đã dùng để chữa lành người mù, người tàn tật và người què. Chính trí óc và trí tuệ làm dịu cơn thịnh nộ, làm nhân lên những ổ bánh mì và cá thịt. Trí óc đã giúp Chúa Giê-xu biến mất trong đám đông, trò chuyện với Môi-se và làm cho kẻ chết sống lại. Khi bạn thấy một tâm trí như thế đang vận hành, bạn biết rằng có nguồn và sức mạnh được gọi là cha bên trong. Ngươi há không tin rằng ta ở trong cha và cha ở trong ta hay sao? Những lời ta nói với các ngươi chẳng phải ta tự nói, ấy là cha ở trong ta, chính Ngài làm trọn việc riêng của Ngài. Sách Răng chương 14 mục 10. Bạn không thấy tâm trí, suy nghĩ, niềm tin hay sự tự tin? Kinh Thánh nói, Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, hỡi Philip, ta ở cùng các ngươi đã lâu thay mà ngươi chưa biết ta. Ai đã thấy ta, tức là đã thấy cha. Sao ngươi lại nói rằng, xin chỉ cha cho chúng tôi? Sách Răng chương 14, mục 9. Nói cách khác, nếu bạn thấy một tâm trí đang thực hiện tất cả những hành động tuyệt vời và những sự chữa lành kỳ diệu này, bạn sẽ nhận ra rằng các lực lượng tinh thần và tâm linh đang vận hành do cha bên trong hướng dẫn. Mong đợi sự an toàn. Trong những năm qua, tôi nhận thấy rằng rất nhiều người mong đợi những điều thất vọng trong cuộc sống. Nhiều người sợ một số nguy hiểm không nhìn thấy được, cảm giác dự báo không chắc chắn và lo lắng dường như lơ lửng trong tâm trí họ như một đám mây. Nhiều người tin rằng ý muốn của Đức Chúa Trời đối với họ là một điều gì đó cực kỳ khó chịu, và Đức Chúa Trời nhất định phải gửi đến những đau khổ, khó khăn hoặc trở ngại của một số bản chất để thử thách đức tin của họ hoặc trừng phạt vì tội lỗi của họ. Thật ngạc nhiên khi nhiều người nghĩ rằng ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho họ là một loại bệnh tật, đau đớn và sự trừng phạt cho những lỗi lầm của họ. Hãy nhớ rằng ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho bạn là xu hướng của nguyên tắc cuộc sống, luôn tìm cách thể hiện chính mình là tình yêu, vẻ đẹp, niềm vui, sự hài hòa và cuộc sống thêm giàu có. Ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho bạn là một điều gì đó kỳ diệu, tuyệt vời và đẹp đẽ, vượt qua những giấc mơ lớn nhất của bạn. Chúa là sự bình an tuyệt đối và không thể cầu mong nỗi đau. Thiên Chúa là niềm vui vô bờ bến và không thể cầu mong nỗi buồn. Thiên Chúa là tình yêu vô bờ bến và không thể làm bất cứ điều gì không yêu thương. Đức Chúa Trời là sự trọn vẹn, vẻ đẹp và sự hoàn hảo và không thể mong muốn bệnh tật. Chúa vẫn như ngày hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Con người mang lại đau khổ, bệnh tật, đau đớn và khốn khổ cho chính mình do sự thiếu hiểu biết của họ về các quy luật của tâm trí và cách thức của tinh thần vô hạn. Con người phải tránh xa những ý tưởng rằng Thượng Đế là một con người cá nhân với cảm xúc báo thù cá nhân như con người có thể có. Đức Chúa Trời cũng là luật pháp phổ quát, và luật pháp không báo thù, nó không mang tính cá nhân và không có sự tôn trọng con người. Phi-e-rơ bèn mở miệng nói rằng, quả thật ta biết Đức Chúa Trời chẳng hề vị nể ai. Sách Công Vụ chương 10 mục 34. Khi con người sử dụng luật một cách tiêu cực, anh ta phải chịu phản ứng của luật. Mặt trời chiếu rọi người tốt và kẻ xấu, kẻ giết người và thánh thiện. Mưa rơi xuống những người công chính và bất công, và thần vô hạn không phán xét bất cứ người nào. Con người tự thưởng và trừng phạt bản thân dựa trên cách mà tâm trí ý thức của anh ta gieo vào tiềm thức của anh ta. Nếu con người nghĩ tốt, anh ta nhận được điều tốt.
và nếu anh ta nghĩ điều ác thì điều ác chắc chắn sẽ theo sau. Nó đơn giản như vậy. Hỡi dòng dõi rắn đục, bay vốn là loài xấu, làm sao nói được sự tốt, bởi vì do sự đầy rẫy trong lòng mà miệng mới nói ra. Sách Matthew chương 12, mục 34. Phần thưởng và hình phạt vốn có trong suy nghĩ và hình dung của con người. Thật là ngu xuẩn đối với anh ta khi tự mặc định nguyên nhân của vận may hay vận rủi của anh ta ở bên ngoài. Anh ấy đã khám phá ra chính mình. Gần đây, một người đàn ông đã đến gặp tôi để được tư vấn. Anh ấy đang làm việc trong một tập đoàn lớn và anh ấy đang đổ lỗi cho các cộng sự của mình, ông chủ và tập đoàn. Anh tưởng tượng có người nào đó trong văn phòng đang cản trở sự thăng tiến của anh. Anh ta tức giận về những điều kiện và hoàn cảnh này đã gây ra những cuộc cãi vã và bất hòa đủ kiểu. Tôi giải thích với anh ấy rằng nguyên nhân của mọi thử thách của anh ấy là ở chính bản thân anh, không phải bên ngoài, và anh ấy đã lang thang khỏi trung tâm thiêng liêng của mình. Nguồn gốc và nguyên nhân của mọi phước lành. Người đàn ông này như thể bị bịt mắt và chiến đấu với những kẻ thù không thực sự ở đó. Anh ta đã thay đổi thái độ và bắt đầu tuyên bố vào sáng và tối như sau: Chúa ở bên tôi, Chúa yêu tôi và chăm sóc tôi. Chúa là ông chủ, người hướng dẫn và mở ra con đường thể hiện nhiều hơn cho tôi. Anh quyết định thay đổi lối sống suy nghĩ của mình và bắt đầu lan tỏa những suy nghĩ về tình yêu thương và thiện chí cho tất cả các cộng sự, ông chủ và tất cả những người xung quanh anh. Anh phát hiện ra rằng Chúa, trí tuệ tối cao bên trong anh là dành cho anh chứ không phải chống lại anh. Xong, từ đài phát thanh và truyền hình, và dường như mọi người đã chấp nhận và tin tưởng những gì họ đã nghe rất thường xuyên. Anh kể lại rằng, trong thâm tâm tôi cảm thấy không ổn về điều đó, vì tôi chẳng có gì ngoài sự khinh thường người ta. Tôi coi thường họ như một kẻ ngu dốt, ngu xuẩn và cả tin. Anh ta nói rằng, hình ảnh nhân tạo của bản thân là hoàn toàn sai sự thật, vì bản thân anh ta không có bất cứ điều gì giống như hình ảnh bản thân đó. Người đàn ông này đã có một mâu thuẫn lớn trong tâm trí của mình và bị loét chảy máu. Một bác sĩ tâm lý ở London đã giải thích nguyên nhân gây ra tình trạng của mình cho anh ta. Anh ta mang mặc cảm tội lỗi và cảm thấy mình phải bị trừng phạt vì anh ta đã lừa dối công chúng và khẳng định một số đức tính và đặc điểm mà anh ta không có. Thuốc men và việc từ giã chính trường sau đó đã chữa lành vết loét của anh. Tôi giải thích với anh ấy rằng điều cần thiết là phải có một hình ảnh bản thân tốt. Anh quyết định khẳng định một cách táo bạo: Tôi là con của Đức Chúa Trời hằng sống. Đức Chúa Trời yêu thương và chăm sóc tôi. Tôi tôn cao Đức Chúa Trời ở trong tôi. Đức Chúa Trời chính là, và sự hiện diện của Ngài chảy qua tôi như sự hòa hợp, sức khỏe, bình an, niềm vui và sự dồi dào. Tôi đề nghị anh ấy biến lời cầu nguyện đơn giản này thành một thói quen bằng cách lặp đi lặp lại thường xuyên. Và bất cứ khi nào anh ấy dễ bị chỉ trích hoặc thấy có lỗi với chính mình, anh ấy phải ngay lập tức khẳng định: Tôi tôn cao Đức Chúa Trời ở trong tôi. Tôi cũng giải thích với anh ấy rằng khi anh ấy coi thường người khác, coi thường và hạ thấp họ, anh ấy đang làm điều tương tự với chính mình, vì lý do đơn giản rằng anh ấy là người suy nghĩ duy nhất, và bất cứ điều gì anh ấy nghĩ đều do anh ấy tạo ra trong cơ thể và trải nghiệm của mình. Người đàn ông này đã khám phá ra Đức Chúa Trời bên trong mình và không còn coi thường mình nữa. Đừng chiến đấu với thế giới. Khi bạn đọc báo vào buổi sáng hoặc nghe tin tức buổi tối trên đài phát thanh hoặc truyền hình, bạn có thể đọc hoặc nghe về những thảm kịch và tàn khốc gây sốc trên thế giới. Nếu bạn phẫn nộ với tất cả tội ác, hiếp dâm và giết người, hoặc cố gắng chống lại những điều này trong tâm trí của bạn, tức giận và khó chịu, bạn sẽ luôn mâu thuẫn. Và trong lòng không hài hòa, bạn sẽ biểu lộ sự bất hòa trong tất cả các giai đoạn của cuộc sống. Hãy nhận biết sự thật rằng sự bình an của Đức Chúa Trời tràn ngập tâm hồn bạn và tình yêu thương của Đức Chúa Trời ngự trị tâm trí và trái tim bạn. Hơn nữa, hãy tuyên bố, cảm nhận và biết rằng ánh sáng của Đức Chúa Trời chiếu rọi trong toàn thể nhân loại. Sau đó, bạn đang đóng góp ở một mức độ nào đó cho hòa bình trong thế giới đang thay đổi này. Hãy ngừng lãng phí năng lượng tinh thần và tinh thần quý giá của bạn trong việc chiến đấu và chống lại các điều kiện thế gian. Sử dụng năng lượng của bạn một cách xây dựng
và tạo ra sức khỏe và hạnh phúc cho chính bạn và tất cả những người xung quanh bạn. Không tái hiện những tiêu cực trước đây trong tâm trí. Tôi đã nói chuyện ngắn gọn với một người đàn ông trong một câu lạc bộ địa phương mà tôi thuộc về, người đã hơn 80 tuổi. Ông ta liệt kê tất cả những bất bình mà ông phải đối mặt với cục quản lý an sinh xã hội, tình hình thuế, cách chính phủ quanh co và tất cả những vết thương mà ông đã trải qua và cũng như ông phải nhận trong hai cuộc chiến tranh thế giới. Ông nói về một vụ kiện đã xảy ra 50 năm trước, cũng như số tiền mà ông đã mất trong vụ sụp đổ thị trường năm 1929. Ông đang sống với những nỗi đau và sự bất bình cũ của mình và đầy giận dữ, căm ghét đối với chính quyền hiện tại, chính quyền Washington. Ông ấy đi chống gậy và đang bị viêm khớp và viêm đại tràng. Tất cả đều do những cảm xúc tiêu cực, hủy hoại của ông ấy mang lại. Tôi đã thảo luận với ông về vai trò của cảm xúc đối với bệnh tật và ông tỏ ra dễ tiếp thu. Ông nhận ra ông không thể thay đổi thế giới, nhưng ông có thể thay đổi chính mình. Tâm trí của ông ấy đang lướt qua những khung cảnh và bối cảnh cũ. Điều này tạo ra những cảm xúc hủy hoại. Tôi giải thích cho ông ấy hiểu rằng những cảm xúc này cứ lẩn vẩn trong tiềm thức và phải có lối thoát. Và nếu tiêu cực, kết quả là cơ thể ông ấy xuất hiện một căn bệnh. Tôi đề nghị ông thiết lập một quá trình cầu nguyện, tích cực tham gia một hoặc hai câu lạc bộ xã hội, kết bạn, bắt đầu bơi lội và chơi golf. Hình thức cầu nguyện mà tôi dành cho ông ấy là đọc Thi Thiên thứ 23 vào buổi sáng, thứ 27 vào buổi trưa và thứ 91 vào ban đêm trước khi ngủ. Thi Thiên là những bài hát của Đức Chúa Trời và bằng cách điều hòa tâm trí của mình với những lẽ thật vĩ đại này, ông ta sẽ dần biến đổi tâm trí của mình. Sau đây là lời cầu nguyện về sự tha thứ mà tôi đã trao cho ông ấy. Tôi khẳng định tình yêu của Đức Chúa Trời lấp đầy tâm hồn tôi bây giờ. Tôi biết khi tình yêu của Ngài tuôn chảy trong trái tim tôi, mọi sự oán giận sẽ tan biến. Tôi tha thứ cho bản thân vì đã chứa đựng bất kỳ suy nghĩ tiêu cực, phá hoại khác. Tôi quyết tâm không làm điều này nữa. Tôi theo dõi đấng vô hạn trong tôi và tôi nghĩ, nói, hành động và phản ứng từ quan điểm của Đức Chúa Trời và luật tình yêu của Ngài. Tôi hoàn toàn và tự do tha thứ cho mọi người. Hãy đề cập đến tên của họ. Tôi tỏa ra tình yêu thương, hòa bình, thiện chí và tất cả các phước lành của thiên đường cho họ. Họ tự do và tôi tự do. Tôi biết khi nào tôi đã giải phóng người khác khỏi tâm trí của mình, bởi vì tôi có thể gặp họ trong tâm trí và hoàn toàn không có nhức nhối. Trái lại, có một làn sóng bình an và phúc lành từ trái tim tôi. Tôi thỉnh thoảng gặp lại người đàn ông này và ông ta không còn nói về quá khứ nữa mà quan tâm đến Chúa và cách Ngài làm việc. Sự dẻo dai và khả năng vận động của các khớp đã khiến ông ấy và bác sĩ của ông vui mừng và ông đang trên đường đến một cuộc sống mới. Cách chữa trị cho tình trạng của ông là thay đổi suy nghĩ của bản thân và giữ cho chúng thay đổi. Hai thế giới. Khi chúng ta nói đến siêu hình, chúng ta đề cập đến cái ở trên và bên ngoài vật chất. Nó đề cập đến thế giới bên trong của suy nghĩ, cảm xúc, trí tưởng tượng và niềm tin của bạn. Khi bạn dừng lại và suy nghĩ, bạn nhận ra rằng mọi thứ bạn làm và những gì bạn từ chối làm trước đây được quyết định bởi một thái độ của tâm trí, một cách suy nghĩ của bạn. Nếu bạn thấy tình trạng của mình là mãn tính, nếu bạn đang sống một cuộc sống buồn tẻ, thường ngày, đơn điệu, thì rất có thể bạn cũng đang đắm chìm trong quá khứ và lặp lại những khuôn mẫu tinh thần cũ. Bạn ở đây để phát triển, và khi bạn từ chối để nguyên tắc cuộc sống di chuyển qua bạn ở những cấp độ cao hơn, nó không có cách nào thay thế. Có lẽ mang lại một số trải nghiệm tiêu cực như ốm đau và các vấn đề khác. Điều này sẽ khơi dậy bạn khỏi trạng thái uể oải và khiến bạn phải tìm ra giải pháp. Bằng cách đó, bạn khám phá chính mình. Yên tâm. Kinh Thánh nói: chớ tưởng rằng ta đến để đem sự bình an cho thế gian, ta đến không phải đem sự bình an mà là đem gươm giáo. Sách Matthew chương 10, mục 34. Chúa Giêsu được gọi là Hoàng tử Hòa bình. Rõ ràng, bạn phải tìm kiếm ý nghĩa tâm lý và tinh thần sâu sắc đằng sau những lời nói. Kinh Thánh đang nêu ra một lẽ thật lâu đời, đề cập đến sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời trong mỗi người. Khi bạn lần đầu tiên nghe thấy sự thật về bản thân và biết rằng bạn đã nhào nặn, định hình, tô điểm và tạo ra số phận của chính mình, bạn bị xáo trộn, có lẽ bị sốc và tâm trí bị chia rẽ. Nói một cách tượng trưng là một thanh kiếm cắt đứt. Bạn đang đối phó ở đây với thanh kiếm của sự phân chia,
thứ ngăn cách giữa những khái niệm sai lầm với sự thật. Một buổi sáng chủ nhật sau một bài giảng của tôi về sức mạnh tiềm thức, một cô gái nói rằng cô ấy bị sốc vì niềm tin tôn giáo mà cô ấy đã có từ khi còn nhỏ. Cô ấy nói thêm rằng tất cả đều đúng. Đó là lý do tại sao nó rất đáng lo ngại đối với cô ấy. Tôi gợi ý rằng cô ấy nên bắt đầu xác định những sự thật đơn giản được đề xuất và thực hành chúng để chứng minh cho bản thân rằng sự thật giúp cô ấy thoát khỏi những tín điều lỗi thời, mê tín dị đoan và những phức tạp thần học về một thảm họa sau này, vân vân. Sự thật hay thanh kiếm xuất hiện trong tâm trí bạn để tách bạn khỏi tất cả những gì là giả dối. Do đó, nó tạo ra một cuộc xung đột trong tâm trí bạn. Cuối cùng sự thật chiến thắng và bạn khám phá ra bạn là vị cứu tinh của chính mình. Nếu bạn bị ốm, sức khỏe là vị cứu tinh của bạn. Nếu khi đói, thì thức ăn là vị cứu tinh của bạn. Nếu ở trong ngục tù của sự sợ hãi ngu dốt hay nhà tù của những bức tường đá, thì tự do là vị cứu tinh của bạn. Nếu khát, nước là vị cứu tinh của bạn. Và nếu bị lạc trong rừng rậm, nguyên tắc chỉ đạo trong tiềm thức của bạn sẽ dẫn bạn ra ngoài với điều kiện bạn kêu gọi trí tuệ vô hạn ở trong sâu thẳm tiềm thức. Kinh Thánh đưa ra câu trả lời: ấy chính ta là Đức Giê-hô-va, ngoài ta không có cứu Chúa nào khác. Sách Ê-sai chương 43 mục 11. Ta là Đức Giê-hô-va, không có đấng nào khác, ngoài ta không có Đức Chúa Trời nào khác nữa. Dầu ngươi không biết ta sẽ thắt lưng ngươi. Sách Ê-sai chương 45 mục 5. Cái tôi là trong bạn là sự hiện diện của Thượng Đế, nhận thức bản thể thuần khiết, thần sống, đấng sáng tạo của vạn vật hữu hình và vô hình. Đây là lý do tại sao mỗi người là vị cứu tinh của chính mình. Sự thật đang nói với bạn rằng hãy thoát khỏi mọi niềm tin gieo rắc nỗi sợ hãi vào tâm trí bạn. Sự hòa bình được nói đến không phải là sự cam chịu hay chịu đựng một số vấn đề hay cái gọi là tình trạng nan y. Nó có nghĩa là phải đoạn tuyệt với tất cả những niềm tin như vậy và tuyệt đối từ chối tiếp tục chịu đựng của vấn đề. Nhận ra rằng Đức Chúa Trời biết giải pháp cho mọi vấn đề và đi vào bên trong và mạnh dạn khẳng định điều tốt của bạn, nhấn mạnh vào sự hài hòa, sức khỏe và một cuộc sống dồi dào. Xóa bỏ bản thân khỏi những lối suy nghĩ cũ theo thói quen. Từ chối mọi dự đoán về sự u ám và diệt vong. Mong đợi điều cao nhất và tốt nhất, và điều cao nhất và tốt nhất sẽ đến với bạn. Học cách bước đi trên trái đất với lời ngợi khen của Chúa mãi mãi trên môi. Hãy nhớ sự thật của một cuộc sống khác với tất cả những suy nghĩ, quan điểm và niềm tin tôn giáo cũ mà bạn đã từng giữ. Và những sự thật này khuấy động món quà của Thượng Đế bên trong bạn. Hãy tin những gì tác giả Thi Thiên nói trong Thi Thiên thứ 23. Và bạn sẽ được dẫn đến những đồng cỏ xanh tươi và những vùng nước tĩnh lặng. Hãy tận hưởng sự bình yên bên trong, vượt qua mọi sự hiểu biết của con người. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 2, cách chữa lành của tâm trí. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 3.